không có tài khoản mạng xã hội rõ ràng. Theo như đề xuất trước đó vào tháng 3 năm 2018, Mỹ bắt đầu yêu cầu tất cả khách nước ngoài xin thị thực vào quốc gia này phải cung cấp tên tài khoản mạng xã hội đã lập được ít nhất trong 5 năm. Người nộp đơn cũng phải cung cấp địa chỉ email, số điện thoại và một số thông tin khác như trạng thái du lịch hay có bất kỳ thành viên gia đình nào liên quan tới tổ chức khủng bố. Yêu cầu này chỉ có ngoại lệ đối với một số nhà ngoại giao và quan chức quốc tế. Biện pháp này được cho là sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người xin visa tới Mỹ mỗi năm, mặc dù tính hiệu quả của nó vẫn chưa thể nói trước. Mỹ trước đây chỉ yêu cầu những thông tin này đối với những hành khách đến từ các khu vực do khủng bố kiểm soát, dấu mục tiêu là như nhau, song giới chức Mỹ hy vọng động thái này có khả năng ngăn chặn những sự cố như vụ nổ súng hàng loạt ở San Bernardino. Một quan chức bộ ngoại giao cho rằng những người nộp đơn có thể phải đối mặt với hậu quả di dân nghiêm trọng nếu họ bị phát hiện nói dối hay sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo. Bên cạnh đó dù muốn hay không, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng truyền thông xã hội, những người có thể không muốn tiết lộ danh tính trực tuyến của họ, đặc biệt là các tài khoản riêng tư cho nhân viên chính phủ. Nguyễn Nguyễn